Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc đi hăng hái về thất vọng. Cuối cùng Lâm Thiền cũng nở mày nở mặt đánh thắng một trận. Không phải sướng mà là quá sướng. Nhìn xe bác cả chạy xa dần, Lâm Thiền bật nhảy tại chỗ. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Ô dề, đánh cho, không còn một mảnh giáp nào, tuyệt quá đi. Cố Nguyên và Diệp Thiến Như ngồi trên sofa, nhìn cô con dâu, đứng trước cửa sổ sát đất, không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu Thiền, con lại đây. Cố Nguyên bỗng nói. Lâm Thiền đứng im, chạy bước nhỏ đến bên sofa, không nhiều lời, cúi gập người một góc 90 độ. Ba, mẹ, con xin lỗi, con không biết bác trai bác gái sẽ đến. Diệp Thiến Như liếc xéo, lạnh lùng châm chọc. Đúng là không biết tốt xấu, coi nhà họ Cố chúng tôi là gì hả? Loại người xuất thân hèn kém như cô cũng xứng với con trai tôi sao? Lâm Thiền không phản bác. Cố Nguyên. Bà nói ít một chút. Diệp Thiến Như không nghe nổi nữa. Cứ thấy Lâm Thiền là trong lòng lại không thoải mái. Tôi thà nói chuyện với mẹ ông còn hơn để ngày đầu tiên của năm mới tức giận phải vào bệnh viện. Nói xong bà đứng dậy đi thẳng vào phòng bà cụ. Bà cụ tuy lớn tuổi nhưng không phải là người cổ hủ. Tối qua đón giao thừa xong tinh thần rất tốt. Xem tivi trong phòng cả đêm. Buổi sáng gặp hai đứa cháu trai, sau đó về phòng ngủ bù. Lúc này hình như đã có động tĩnh. Bà cụ và Diệp Thiến Như không hòa thuận, vì không sống cùng nhau nên không có mâu thuẫn lớn. Thế nhưng Diệp Thiến Như tình nguyện ở cùng bà cụ, còn hơn phải trông thấy Lâm Thiền, đủ rằng thấy bà ta ghét bỏ Lâm Thiền như thế nào. Mấy câu nói của mẹ chồng khiến Lâm Thiền hơi lung túng, càng không biết phải làm sao. Ba, con xin lỗi, con thật sự không biết. Cố Nguyên không phản ứng nhiều như Diệp Thiến Như, nét mặt vẫn nghiêm nghị, nhìn không rõ cảm xúc ông phất tay nói. Không sao, con ngồi xuống đi. Lâm Thiền sửng sốt, nơm nớp lo sợ ngồi xuống sofa, khép hai chân, hai tay đặt lên đầu gối, thần kinh căng thẳng, cơ thể cũng cứng đờ. Cố Nguyên bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên hỏi. Con có biết ba mẹ ruột con bây giờ đang ở đâu không? Lâm Thiền thoáng ngây ra, đờ đẫn ngẩng đầu, đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi líu lại. Con... Mãi cô không nói được một câu hoàn chỉnh. Đừng lo lắng, ba không có ác ý. Đừng nghĩ ba là người xấu. Lâm Thiền hít sâu một hơi, trì hoãn nỗi lo lắng lại, sau đó nghiêm túc nói. Ba con đã đổi tên, còn mẹ con cũng không biết. Hi hi. Ông Cố nghe được hai tiếng cười gượng cuối cùng của cô mà trái tim như bị bóp chặt. Mặc dù đã điều tra rõ thân thế của cô, nhưng chính tai nghe từ miệng cô, sự bất lực và xót xa ấy vẫn làm cho người khác phải cảm động. Ba cả và bác gái có đối xử tốt với con không? Lâm Thiền lặng lẽ cúi đầu. Câu hỏi này còn khó hơn câu hỏi trước. Cố Nguyên thấy thế, dĩ nhiên trong lòng đã rõ. Khó trách đứa nhỏ này luôn hành động bất cẩn và không hiểu quy tắc như vậy. Cuối cùng, ông Cố cũng có chút không đành lòng, lời lẽ sâu xa. Trước kia, con thế nào đều đã là quá khứ. Sau này con chính là vợ của Thành Kiêu. Ba hy vọng con hiểu, mọi ngôn ngữ hành động của con sẽ đại diện cho Thành Kiêu. Lâm Thiền gật đầu. Con hiểu. Vừa rồi rất cảm ơn con đã giải vây giúp ba. Hả? Không không, con nên làm vậy, nên làm vậy. Ông Cố thở dài, lúc nói chuyện, cô biểu lộ khá nhiều, động tác cũng đặc biệt khoa trương. Ông thấy không ra sao nhưng cũng không nhiều lời. Lâm Thiền mím môi, đứng ngồi không yên, trái tim nhỏ bé nhảy loạn, thật sự không lắng dịu được. Trong bầu không khí đang cực kỳ lúng túng thì lại có hai vị khách nữa đến. Quản gia vội vã chạy vào bẩm báo. Lão gia, chính ủy Trịnh đến ạ. Ông Cố nhanh chóng kéo cổ áo nói. Mời vào mau, mời vào mau. Thím Trương, gọi phu nhân ra đây.
Ngay sau đó, các vị khách bước vào. Lâm Thiển quay lại nhìn, đó là một đôi vợ chồng già, mặc đồng phục quân nhân. Người đàn ông cao lớn rắn giỏi, người phụ nữ đẹp đẽ đoan trang. Gương mặt của vị phu nhân này trông rất quen. Lão thủ trưởng, chúc mừng năm mới. Trịnh Húc Đông vừa chúc Tết vừa đi đến. Cố Nguyên đang ngồi vội đứng dậy trịnh trọng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng năm mới, mời ngồi, Tiểu Thiển, pha trà đi. Dạ. Lâm Thiển nhường sofa, chuyển vào phòng bếp pha trà. Diệp Thiến Như vừa đi không lâu, nghe nói người nhà họ Trịnh đến lập tức quay lại, chưa thấy người đã nghe tiếng. Lão Trịnh, Thái Ninh, hai người tới đây à? Còn Tử Tuấn và Tử Kỳ đâu? Trịnh Húc Đông. Thành Kiêu nhà ông bà đi thì Tử Tuấn cũng sẽ không về. Đội đặc nhiệm cần có người trấn thủ mà. Còn Tử Kỳ cũng đi công tác rồi. Quách Thái Ninh lo lắng ra mặt. Năm mới vui vẻ cũng không hóa giải được lo nghĩ trong lòng bà. Ba đứa chúng nó đều bận việc. Tìm tôi đây, nhất là Tử Kỳ. Ngàn dặm xa xôi, không tin tức. Nói xong, Quách Thái Ninh dịch chỗ để Diệp Thiến Như ngồi xuống. Hai người nắm tay an ủi nhau. Quách Thái Ninh trầm giọng nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi lòng của bà mấy năm nay. Diệp Thiến Như ngược lại điềm tĩnh hơn. Mấy năm trước, chồng bà vào sinh ra tử. Những năm gần đây lại đến lượt con trai, ra sống vào chết. Bà đã sớm quen. Tử Kỳ cũng đi rồi à? Một đứa con gái thì chịu vất vả sao được? Hốc mắt Quách Thái Ninh hơi ướt. Phải đó, tôi cũng khuyên nhủ con bé, nhưng nó không nghe lời tôi. Hầy, Thành Kiêu nhà ông bà đi đâu, con bé đi đấy, không phải nhiệm vụ cũng đi theo, tôi hỏi thì giơ quân lệnh ra đưa cho tôi. Hai đứa chúng nó đi làm nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Tư lệnh Lưu chỉ tiết lộ cho lão Trịnh, nói là chính Tử Kỳ chủ động xin đi. Diệp Thiến Như vui mừng nói. Hai đứa chúng nó có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cũng tốt. Đúng lúc này, trong phòng bếp vang lên một tiếng choảng. Bốn người nghe động, quay lại nhìn, chỉ thấy chén trà vỡ tan dưới nền đất. Lâm Thiển hốt hoảng, nhặt mảnh vỡ lên. Diệp Thiến Như thở dài không vui. Nhìn cô đi, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, không chút chừng mực gì cả. Thím Trương nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Thiếu phu nhân, đừng dùng tay nhặt, cứ để đấy cho tôi. Một tiếng phu nhân khiến vợ chồng ông Trịnh vốn đã rời mắt sang chỗ khác bèn quay lại nhìn. Đó là một cô gái mảnh mai, trông qua vẫn còn nhỏ. Quách Thái Ninh cũng nhìn Lâm Thiển. Thiến Như, đây là... Ừ, chính là nó. Diệp Thiến Như lạnh lùng thở dài, hạ giọng nói. Là con tôi bị mù. Tử Kỳ tốt như vậy lại không thích. Nhất định không chịu cưới con bé. Tôi thật là... Diệp Thiến Như hít sâu, làm như đang thổ lộ hết tâm trạng phiền muộn. Quách Thái Ninh cười nhạt an ủi một câu. Là Tử Kỳ nhà tôi không may mắn. Nghĩ tới vợ chồng nhà họ Lâm vừa rời đi. Nhìn lại tấm lòng của Quách Thái Ninh, Diệp Thiến Như càng thêm hổ thẹn, tiếc nuối không thôi. Thím Trương nhận nhiệm vụ pha trà, Lâm Thiển đứng gần người trong phòng bếp. Hóa ra hai người kia là bố mẹ của Trịnh Tử Kỳ. Hóa ra Trịnh Tử Kỳ cũng là quân nhân. Hóa ra Cố Thành Kiêu và Trịnh Tử Kỳ cùng đi làm nhiệm vụ. Không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Không phải ghen, không phải giận, mà là sự ngưỡng mộ chân thành đối với Trịnh Tử Kỳ. Cùng với đó, khinh bỉ khả năng của chính bản thân. Có thể là do tình địch, Lâm Thiển luôn cảm thấy vẻ kiêu ngạo của Trịnh Tử Kỳ là cố ý giả vờ. Mục đích nhằm đả kích cô, khiến cô hổ thẹn mà tự giác rời bỏ Cố Thành Kiêu. Giờ nghĩ lại cô cho rằng suy nghĩ của mình quá ti tiện. Người ta là nữ quân nhân, xuất thân cao quý, tính cách kiêu ngạo, dung nhan tuyệt mỹ. Rõ ràng người ta có thể dựa vào những thứ đó, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ dựa vào mỗi thực lực. Cái khó là Trịnh Tử Kỳ dựa vào năng lực của mình từng bước theo đuổi Cố Thành Kiêu.
tình cảm sâu nặng như vậy. Lâm Thiển cảm thấy không bằng. Lâm Thiển nhớ lần đầu tiên gặp Trịnh Tử Kỳ ở suối nước nóng tại hội quán. Hiện tại cô đã có thể lý giải được ánh mắt không cam lòng ấy của Trịnh Tử Kỳ. Đổi lại là cô cũng không cam lòng. Bận rộn hết sáng mùng 1 sau bữa trưa, Lâm Thiển rời nhà tổ của họ Cố mà đối với cô giống như một chiếc lồng. Ngày đầu tiên của năm mới không có mặt trời, không có ánh nắng rực rỡ. Bầu trời bao phủ một màu xám xịt, khiến không khí trở nên ảm đạm giống như tâm trạng của Lâm Thiển lúc này. Cô dạo một vòng qua siêu thị. Ngày đầu năm mới, siêu thị vắng vẻ hơn ngày thường. Cô chọn một ít thuốc bổ rồi đến nhà họ Lâm để thăm ông nội. Tuy cô và bác trai bác gái không còn qua lại, nhưng cô vẫn phải hiếu thuận với ông. Cũng may khi cô đến, bác trai bác gái không có ở nhà. Tránh cho hai bên gặp nhau lung túng. Trở lại Thành Để, đã nhá nhem, bầu trời u ám sẩm tối rất nhanh. Thành Để vắng ông chủ, cũng trở nên quạnh quẽ. Quản gia Niên, chú có thể liên lạc với Cố Thành Kiêu không? Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi Lâm Thiển về đến nhà nhìn thấy quản gia Niên. Quản gia Niên lắc đầu. Không có cách đặc biệt nào liên lạc riêng với anh ấy được à? Lâm Thiển hỏi. Nhỡ trong nhà có việc khẩn cấp cần liên lạc với anh ấy thì sao? Quản gia Niên vẫn lắc đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ. Thiếu phu nhân. Trong lúc thiếu gia đi công tác, chúng ta không thể liên lạc với cậu ấy. Chỉ có đơn vị liên lạc với chúng ta. Nhưng thường chỉ khi thiếu gia xảy ra chuyện, đơn vị mới liên lạc với gia đình. Cho nên không có tin vẫn là tin tốt nhất. Lâm Thiển thở dài bất lực hỏi tiếp. Vậy có thể liên lạc với đơn vị không? Sang năm mới rồi, chúng ta cũng phải hỏi thăm xem anh ấy có ổn không chứ? Quản gia Niên bối rối. Có cần thiết phải vậy không? Lâm Thiển đột nhiên chuyển chủ đề hỏi. Chú Niên, chú có biết Lý Bất Ngữ, em gái của Lý Bất Ngôn không? Quản gia Niên thật thà gật đầu. Giờ cháu có thể gặp Lý Bất Ngữ không? Việc này... Cháu nghi ngờ có người theo dõi cháu, bọn chúng ở trong bóng tối, bắt cóc cháu một lần không thành công, nhất định sẽ bắt cóc lần thứ hai. Cháu cảm nhận sâu sắc tính mạng của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Cháu có thể bảo Lý Bất Ngữ quay lại bảo vệ cháu không? Tuy trong lòng quản gia Niên thừa hiểu đây là những lời bịa đặt do thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân đã đề nghị, ông không có lý do gì để phản bác. Dù sao, thiếu gia cũng rất quan tâm đến mối an nguy của thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, tôi đi liên lạc ngay đây. Tốt quá, làm phiền chú Niên. Đám người làm đều nhận ra vẻ giàu dĩ không vui của Lâm Thiển, còn tưởng cô bị nhà họ Cố chọc giận nên không dám hỏi han nhiều, khiến không khí ở Thành Để càng trở nên kỳ lạ. Sau khi gọi điện thoại cho Lý Bất Ngữ, quản gia Niên lập tức thông báo cho Trịnh Tử Tuấn. Trịnh Tử Tuấn thay mặt Cố Thành Kiêu, không dám chậm trễ lập tức ra lệnh cho Lý Bất Ngữ về Thành Để trước. Lần này rốt cuộc, Lý Bất Ngữ cũng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Lâm Thiển. Việc đó làm cho Lý Bất Ngữ có cảm giác tự hào như được lên hàng chính thức. Khi Lý Bất Ngữ đến, trời đã sập tối. Lâm Thiển và đám người làm vừa ăn cơm tối xong. Chào chị dâu, em là Lý Bất Ngữ, số 1138 của đội đặc nhiệm Giã Lang, chính thức báo danh với chị. Lý Bất Ngữ chào theo nghi thức quân đội vô cùng trịnh trọng. Lâm Thiển. Không cần khách sáo, em ăn cơm chưa? Lý Bất Ngữ buông tay xuống cười sán lạn. Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, em ăn no rồi mới đến. Buổi tối chị muốn ra ngoài ạ? Lâm Thiển lắc đầu. Không phải ra ngoài. Hả? Lý Bất Ngữ thoáng ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ chị dâu muốn ra ngoài, cho nên mới cần cô đến bảo vệ. Nếu chị dâu không ra ngoài, chẳng phải cô ăn no dỗi việc, làm chuyện vô bổ sao? Em theo chị lên đây. Dạ. Lâm Thiển lên lầu 2, Lý Bất Ngữ cũng lên theo. Lâm Thiển ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo cô cùng ngồi xuống. Ngồi đi, chị em mình tâm sự.
Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Lý Bất Ngữ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Cô không dám ngồi xuống mà hỏi thẳng. Chị dâu tìm em có việc gì sao? Lâm Thiển giật nảy mình, giọng nói sang sảng của Lý Bất Ngữ giống như hét. Lúc nãy ở dưới đại sảnh rộng lớn nên cô không nhận thấy. Trên phòng khách nhỏ liền lộ ra lanh lảnh rõ to. Cô vội kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng nói. Bất Ngữ, chúng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm một chút. Chị tìm em không có gì đâu, chỉ muốn hỏi em vài câu thôi. À, chị dâu cứ hỏi đi. Lâm Thiển hít sâu một hơi, sắp xếp từ ngữ lần nữa. Em làm thế nào để gia nhập đội đặc nhiệm Dã Lang vậy? Hả? Lý Bất Ngữ buồn bực không hiểu ý của Lâm Thiển là gì. Chị dâu nên hỏi thăm tình hình của thủ trưởng mới đúng chứ. Cần phải có quan hệ hay là gì khác không? Lý Bất Ngữ lắc đầu. Không dùng quan hệ, muốn vào Dã Lang chỉ có một cách, đó chính là thông qua đợt kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá? Nghiêm thế sao? Đội đặc nhiệm không tuyển người theo định kỳ. Đến lúc tuyển người thì các ban ngành thông qua sàng lọc nghiêm ngặt để xác định số lượng sát hạch. Sau khi đã đủ số lượng sát hạch thì họ mới có tư cách bước vào cuộc sát hạch của đội đặc nhiệm. Tỷ lệ trúng tuyển là 10%, vượt qua kỳ thi vẫn chưa đủ. Bọn họ còn phải trải qua 3 tháng làm tân binh, tỷ lệ đào thải là 50%. Người còn lại cuối cùng mới có thể chính thức trở thành thành viên của đội đặc nhiệm Dã Lang. Lâm Thiển nghẹn ngào không nói nên lời. Thì ra, muốn vào đội đặc nhiệm Dã Lang không dễ dàng như vậy. Trịnh Tử Kỳ có thể gia nhập, quả là lợi hại. À, Trịnh Tử Kỳ giữ chức vụ gì trong đội đặc nhiệm? Nữ đại đội trưởng ạ. Lâm Thiển phục sát đất. Thế chẳng phải là nữ chiến binh trong truyền thuyết ư? Càng biết nhiều, đòn đả kích đối với Lâm Thiển càng lớn. Vì sao trên thế giới này lại tồn tại một người con gái hoàn mỹ như Trịnh Tử Kỳ? Còn mình, thi trượt chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Người với người, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? À, chị hỏi em, vấn đề này em phải trả lời thành thật, tuyệt đối không được lừa chị. Vâng. Lâm Thiển hít sâu một hơi chậm rãi hỏi. Có phải người trong đội đều biết chuyện Trịnh Tử Kỳ thích Cố Thành Kiêu không? Lý Bất Ngữ sửng sốt, ấp úng hỏi lại. Việc này chị cũng biết ạ. Lâm Thiển thẳng thắn. Biết một chút, cho nên muốn biết rõ toàn bộ. Lý Bất Ngữ vô thức cắn môi, thầm nghĩ. Mình biết ngay là chuyện không đơn giản như vậy, biết ngay mà. Chị hy vọng em có thể kể chi tiết toàn bộ cho chị biết. Lâm Thiển khẩn khoản, nhìn cô gái cùng tuổi. Được chứ. Lý Bất Ngữ trong lòng cự tuyệt, nhưng có thể nói không được sao? Trước sự truy vấn không ngừng của Lâm Thiển, cuối cùng Lý Bất Ngữ đành phải nói thật. Không chỉ toàn bộ đội đặc nhiệm Dã Lang biết Trịnh Tử Kỳ thích Cố Thành Kiêu, mà toàn bộ hệ thống quân đội đều biết. Hơn nữa, lúc tin Cố Thành Kiêu đã kết hôn vừa truyền ra, tất cả mọi người đều cho rằng cô dâu chính là Trịnh Tử Kỳ, còn nhao nhao chạy tới chúc mừng Trịnh Tử Kỳ. Nhưng Lý Bất Ngữ thề thốt rằng việc này đều là do Trịnh Tử Kỳ yêu đơn phương và theo đuổi. Cố Thành Kiêu vẫn không đồng ý, thậm chí còn cố gắng duy trì khoảng cách đối với Trịnh Tử Kỳ. Đêm hôm đó, Lâm Thiển lại mất ngủ, trằn trọc không yên. Một là nhớ Cố Thành Kiêu, chăn đơn gối chiếc ngủ không nổi, hay là lo lắng cho Cố Thành Kiêu. Anh và nữ chiến binh si tình, cùng với nhau làm nhiệm vụ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao đây? Không phải cô không tin Cố Thành Kiêu, mà là cô vốn không tin đàn ông. Ngày bé, ba mẹ cô ly hôn, ba cô ngoại tình trong lúc mẹ cô mang thai cô. Hôn nhân của ba mẹ cô cố gắng duy trì được 5 năm, cuối cùng thì vẫn mỗi người một ngả. Cô không biết mẹ cô đã ôm mối tình tuyệt vọng trong lòng ra đi như thế nào. Cô chỉ biết giữa ba mẹ cô đã không còn tình cảm, chỉ có cãi vã ly hôn đối với họ là một sự giải thoát. Cho nên hôn nhân không có ý nghĩa, không thể trói buộc được người đàn ông, cũng không thể an ủi người phụ nữ. Huống hồ cuộc hôn nhân giữa cô và Cố Thành Kiêu chẳng qua được xây dựng trên cơ sở trách nhiệm. Nếu không phải do một đêm tình u mê
Nếu Cố Thành Kiêu không phải là người có trách nhiệm, có lẽ bọn họ đã không kết hôn. Đây là một lý do sai lầm. Nói cho cùng, tình cảm giữa họ không có bất kỳ nền tảng nào. Nếu có thì có lẽ chỉ là nhu cầu lên giường giữa một người đàn ông và một người phụ nữ sau khi kết hôn mà thôi. Cuộc hôn nhân như vậy càng không thể khiến Lâm Thiển yên tâm, tin tưởng Cố Thành Kiêu. Thế nhưng cô có thể làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thiển nghĩ tới Cố Nam Hách. Cố Nam Hách và Cố Thành Kiêu là anh em họ, quan hệ tốt như vậy, liệu cậu ta có cách liên lạc mà chú Niên không biết không? Nghĩ vậy cô không quan tâm đến giờ giấc, bấm điện thoại gọi đi. Cô không từ thủ đoạn bất chấp cảm nhận của người khác để biết được tin của Cố Thành Kiêu. Alo, ai đấy? Giọng Cố Nam Hách vô cùng bất mãn vang lên trong điện thoại. Rõ ràng cậu ta nhấc máy mà không nhìn số, hoặc là cậu ta cũng chẳng thèm mở mắt. Chú Út, là tôi, Lâm Thiển đây. Hả? Cố Nam Hách nửa mê nửa tỉnh, gắng mở mắt nhìn màn hình. À, chị dâu, muộn thế này tìm em có việc gì? Mẹ kiếp, nếu đổi lại là người khác dám quấy rầy giấc mộng đẹp của bổn vương, ta đây không thể không rút gân lột da nó. Xin lỗi vì muộn vậy mà vẫn quấy rầy chú. Tôi chỉ muốn hỏi, chú có thể liên lạc với Cố Thành Kiêu không? Bây giờ? Đúng rồi, ngay bây giờ. Cố Nam Hách còn tưởng cô đã xảy ra chuyện, bèn quan tâm hỏi thăm. Chị dâu, có chuyện gì xảy ra với chị à? Chị có thể nói cho em biết, em sẽ giải quyết giúp chị. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Đừng thể hiện nữa, có được không? Cũng phải nghĩ tới cảm nhận của một FA như tôi chứ. Chị dâu, là thế này. Anh em giờ đang làm nhiệm vụ, em cũng không có cách liên lạc với anh ấy đâu. Lâm Thiển mất hết hy vọng. Cố Thành Kiêu đang làm nhiệm vụ, đang trong tình trạng ngắt hết kết nối với cuộc sống hiện thực. Mà tình trạng này không khác gì ngày bé cô đột nhiên không tìm thấy mẹ. Năm cô 5 tuổi, ba bỏ đi, mẹ bỗng nhiên mất tích. Cô khóc ầm ĩ đòi mẹ, thậm chí còn tuyệt thực để đe dọa. Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là những giọt nước mắt của ông bà nội. Còn ba mẹ thì biến mất như không khí, không sao tìm thấy. Sau mỗi lần khóc lóc và tuyệt vọng, cô dần nhận ra sự thật, cô đã mất ba mẹ mãi mãi. Cảm giác nhung nhớ sinh ra thù hận bị cô chôn sâu trong đáy lòng, nhưng giờ phút này mọc lên như nấm, bất chợt chĩa ra những chiếc đầu nhọn. Cô rất sợ Cố Thành Kiêu giống ba mẹ mình, đột nhiên biến mất, người vẫn tồn tại nhưng không thể tìm ra. Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại trong điện thoại, Cố Nam Hách hơi lo lắng hỏi. Chị dâu, có phải chị vẫn đang ở nhà bác hai không? Vợ chồng bác hai nói gì chị à? Tôi đang ở thành để. Cố Nam Hách thở phào, an ủi. Đúng là bác gái có chút thành kiến với chị, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Chị sống cùng anh trai em. Có anh trai yêu quý của em, không việc gì phải sợ. Lâm Thiển không có tâm trạng để nói chuyện, mệt mỏi bảo. Tôi biết rồi. Đã quấy rầy chú, tôi cúp điện thoại đây. Này! Cố Nam Hách định khuyên thêm mấy câu, nhưng thấy đối phương đã cúp máy, anh ta cũng đành thôi. Lâm Thiển cô đơn trải qua những ngày đầu tiên của năm mới ở thành để. Nỗi cô đơn này không phải vì không có ai bên cạnh, mà là do trong lòng trống trải, không tìm thấy cảm giác thiết thực. Ngày mùng 1 Tết, đại gia tộc nhà họ Cố sum vầy ăn liên hoan. Tiệc đãi khách đặt ở sảnh số 1 của khách sạn Quốc Tân. Đội ngũ lớn nhất của nhà họ Cố đương nhiên là đội bên Cố Nguyên. Mấy lãnh đạo cấp cao trong quân đội đều từng là cấp dưới của ông. Hơn nữa, con trai độc nhất của ông Cố Thành Kiêu là tài năng hiếm có trong quân đội, cho nên dù ông đã về hưu thì địa vị vẫn rất cao quý. Diệp Thiến Như và hai chị em bận rộn chào hỏi khách khứa. Trong bữa tiệc hôm nay, bà ta ăn mặc lộng lẫy hơn cả ngày đầu tiên của năm mới. Nghe nói Cố Thành Kiêu đã kết hôn, mọi người đều tò mò muốn biết cô dâu mới của nhà họ Cố là ai. Trước tiên là tìm kiếm, tìm không thấy thì bắt đầu hỏi. Câu hỏi đó đương nhiên đã truyền tới tai Diệp Thiến Như. Trước mặt các chị em dâu, bà ta phàn nàn nói. Cái con bé Lâm Thiển này, đến thì đến sớm một chút,
Không đến thì phải nói một tiếng. Làm cái trò gì không biết. Nếu người ta hỏi, tôi biết ăn nói thế nào đây? Đúng lúc ấy, vợ chú ba chỉ ra cửa bảo. Chẳng phải đến rồi sao? Diệp Thiến Như nhìn ra cửa, chỉ thấy ở cửa ra vào xuất hiện một cô gái, trang phục lộng lẫy. Váy áo có phong cách, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn ngang tai, hiện rõ vẻ trẻ trung, năng động, xinh đẹp, rất hòa hợp với cách ăn mặc đoan trang. Chị dâu cả nhìn ra vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Thiến Như, vui vẻ nói. Không phải rất đẹp sao? Con bé nhìn xinh quá, thảo nào Thành Kiêu thích đến vậy. Sau khi ăn mặc trải chuốt, quả thực Lâm Thiển đã làm cho người khác phải lóa mắt. Ngũ quan xinh xắn, khảm trên gương mặt đẹp đẽ, nhất là đôi mắt của cô. Con người trong veo như nước mùa thu, rực rỡ như ánh sao. Cộng thêm làn da trắng nõn dưới lớp phấn trang điểm đơn giản, nhìn quả thực vô cùng mịn màng. Đừng nói là những buổi gặp gỡ của các gia đình bình thường, cho dù là buổi tụ hội của những nhân vật nổi tiếng, Lâm Thiển xuất hiện trong trang phục như vậy vẫn có thể giành được vị trí nổi bật nhất. Nói cho cùng thì tuổi trẻ, làn da mơn mởn khiến người ta ghen ghét. Dù mấy quý phụ như Diệp Thiến Như có đi thẩm mỹ thì còn lâu mới sánh được làn da đó. Diệp Thiến Như cũng ngắm đến ngẩn người. Quả thật bà ta đã nhận thấy rõ ràng Lâm Thiển coi trọng bữa tiệc lần này. Nghĩ đến đứa con gái xấu như quỷ, giờ biến thành tiên nữ, bà ta cũng cảm thấy vô cùng cảm khái. Lâm Thiển bước nhẹ nhàng tới trước mặt Diệp Thiến Như, khẽ khuỵu chân xuống, lễ phép gật đầu. Mẹ, bác cả, bác ba, đường bị tắc nên con đến muộn, con xin lỗi. Diệp Thiến Như. Nhanh lại chỗ bà nội đi, bà đang hỏi cô, nghĩ cho kỹ trước khi nói đấy. Lâm Thiển hít sâu một hơi vì áp lực quá lớn. Vâng.